sẽ làm cái tiên là cái chai này. Nó có 21 cái khoáng chất làm từ dược thảo. Cái này nó có tác dụng là mềm cái da chân, nhưng khi mình ngâm lâu thì cái da chân của mình nó không có bị nở bung ra ha. Thì mình chỉ cho vài giọt ngâm vào nước. Trước tiên mình là cũng dùng aceton, dùng nước sơn, cắt móng và giữ xếp, làm từng chân. Chân này đem lên làm, chân kia ngâm vào nước ha. Cắt móng và rửa sét. Sau đó thì mình bắt đầu đẩy cái cuticle và cắt ra cái cuticle ha. Thì nếu mà cái da giống như da của người mẫu của mình đây á, là nó hơi cứng, cho nên mình sẽ dùng cái liquid body lotion dùng làm cho cái cuticle nó soft hơn trước khi mình cắt. Thì mình chỉ lấy một giọt rất là nhỏ, giống như một giọt nước thôi. Anh chị em có thể thấy ha, rất là như một giọt nước thôi. Mình khoa lên, dùng cái push để mình đẩy và mình cắt cái cuticle, sau đó mình bóp vào, cũng giống như cắt cái tép mình làm chân đơn giản. Sau đó mình đổi chân, làm tương tự như vậy. Sau khi mình cắt da chân xong xuôi thì bắt đầu mình làm ướt cái chân mình từ cái đầu gối trở xuống, và mình tiến hành tẩy cái da chết cũng như là mềm cái phần mà da dày chai ở dưới cái bàn chân trước khi mình chà với liquid body lotion. Thì trung bình mình cứ lấy sản phẩm bằng một cái size của đồng 25 cent. Đây là cái size đồng 25 cent ha. Thì có thể chân nhỏ hơn thì mình ít lại, chân lớn hơn thì mình có thể mình lấy nhiều hơn, nhưng mà từ khoảng đồng 25 cent. Lấy dùng hết cái lượng này mình chà vào những cái chỗ chai của cái lòng bàn chân, dày, chai, khô, dày, nứt nẻ ha. Mình rub nó một chút xíu, make sure là nó có thể nó thẩm thấu vô và nó làm mềm da trước khi mình chà chân. Ở phần còn dư mình đưa lên cái cẳng chân và mình exfoliation. Vì những cái sản phẩm này nó là water based, cho nên khi mà mình cảm thấy nó khô đó, mình chỉ tắt nước lên và mình tiếp tục mình massage, mình scrub nó. Rồi mình tập trung ở những cái chỗ da dày ha, thậm chí những cái kẽ ngón chân luôn. Và cái sản phẩm này rất là đặc biệt, là khi mà người khách hàng mà buổi sáng họ vừa mới cạo lông chân á, thì với cái scrub này nó vẫn là rất là an toàn cho cái da chân của người ta. Vì trong đây nó có cái aloe vera là cái cây lô hội của mình á, nó làm cho cái da người ta vẫn mịn màng và rất là safe. Nổi hạt đỏ ngay những cái lỗ chân lông với cái body lotion thì nó rất là an toàn. Ok, giống như bây giờ mình cảm thấy nó hơi khô ha, mà mình cảm thấy nó chưa có đủ mềm á, tắt nước lên mình tiếp tục mình scrub. Rồi cho hỏi người mẫu là sau khi chị tắt cái nước lên như vậy thì em có vẫn feel được là cái cát ở trên chân không? Vẫn còn feel. Vì cái cát này nó sẽ không bao giờ nó tan, vì người ta làm bằng cái được là cái gót bắt đầu mềm ha. Và cũng thấy nó cũng smooth rồi. Thì bắt đầu mình dùng cái cục mịn để mình chà những cái chỗ chai. Có thể là chân người ta nếu mà quá dày á, mình có thể mình lấy cái cục mà nó nhám hơn mình chà, và sau đó mình phải chà lại bằng cái cục mịn. Thì make sure là giống như mình đánh bóng cái gót của họ rồi đó, bớt xin cái gót của họ đó. Thì sau khi mình làm như vậy xong là nó rất là mềm. Cái chân nu pedicure đó thì cái phần exfoliation tẩy da chết rất là quan trọng, cho nên các anh chị em là mình nên làm kỹ trong cái phần này thì ra cái chân nó sẽ có cái kết quả cao hơn, nó được mịn màng hơn, thì da chết nó được mình
rất là sạch sẽ rồi. Còn mình da xong mình make sure lại là everything ok. Thì mình ready cho những cái sản phẩm mà nó cai trên sàn, thẩm thấu sâu vô vô cái muscle của mình. Ok. Rồi mình sẽ rửa chân. Thì mình cứ làm từng chân. Chân này làm xong thì mình lấy chân kia lên ha. Sau đó mình rửa sạch sẽ cho make sure cái cát nó không có ở trên này. Cái đề nghị nhỏ là với cái chân nu pedicure này đó thì mình nên có sử dụng khăn nóng sau khi mình massage xong. Tại vì với cái eye dancer nó làm cho cái chân mình nó mắc là lạnh, sau đó mình đắp khăn nóng lên thì cái nó làm cho người khách mình cái feel, cái cảm giác rất là good. Thì tới cái thứ ba là eye dancer. Mình chỉ lấy với cái size khoảng mồng lóc tay và mình bôi vào cái bắp chuối. Tại vì cái này nó có tác dụng relax cái muscle, trên chỗ nào nó có cái muscle trên cái chân là mình bôi vô thôi. Thúc cho nó thấm khoảng 20 giây. Đó, đến cái sản phẩm với tên là Sun Solution thì nó có đề là Food Treatment ha. Thì mình lấy nó bằng nửa lóng tay út và mình bôi dưới cái lòng bàn chân. Mình thoa đều và tập trung vào những cái nơi mà da dày, nứt, chai, khô. Mình hoa cho nó đều ra và sau đó mình làm cái động tác massage ha. Thì với cái sản phẩm nu pedicure này á, cái eye tensor là một cái sản phẩm nó làm relax cái muscle, cho nên cái sản phẩm nó đã tự làm rồi, cho nên mình không có cần massage nhanh, rồi mình chỉ cần miết theo những cái đường gân và đồng thời cái sản phẩm nó thấm sâu vào trong cái muscle, cho nên nó sẽ relax được. Sau đó cái chân mình rất là nhẹ và nó last long. Như vậy thì nó khoảng là 5 phút. 5 phút thì sau khi cái sản phẩm nó thẩm thấu hết rồi, rồi thì nó mình cũng cảm thấy nó cũng khô rồi là xong. Thường là 5 phút là một chân cho massage. Thì đi hơi nhiều cho nên là cái bắp chuối rất là thẳng. Nhưng mà mình bảo đảm là sau cái massage này thì là cái bắp chuối này sẽ được thư giãn. Cho nên là good luck cho cái người mẫu của mình là sẽ đi bị nỉển, ok. Thì mình chỉ làm demo một chân thôi. Chơi có một chân. Chơi có nỉển cái muối với những giới thiệu với các chị, cách làm rất là đơn giản trong mùa hè. Vì trong mùa hè các tiệm nail thì rất là đông khách và nhiều khi nếu mà mình làm quá rườm rà, nhiều khi người chủ tiệm họ không có thích đeo cái này đâu, tại vì rườm rà với lại người thợ họ cũng không muốn thay đổi nhiều đó. Cho nên với cái cách làm rất là đơn giản mà mình vẫn có một cái kết quả là mình mong muốn, cũng như là một cái chân thường như vậy và cái kết quả của nó hơn hẳn một cái chân deluxe, như là một cái mask, cái scrub và cái paraffin. Thì cái chân này cái kết quả nó ra hơn hẳn, tại vì cái nụ pedicure là một cái pedicure mà 2-in-1, có nghĩa là relax pedicure and treatment pedicure together. Và những tiệm nail mà đem cái sản phẩm này vào đó thì sẽ giữ được một cái lượng khách trung thành, thì cái này nó đem tới cho họ cái kết quả là ngoài sức mong đợi đó, tức như là last long và có một làn da rất là mượt mà.
giúp chị một cái khăn nha. Giống như sau khi mình massage xong một chân này ha, hoặc là mình đem cái chân còn lại mình cũng lên massage, và sau đó thì tùy tiện có tiền thì đắp khăn nóng từng chân, hoặc có tiện để hai chân thì đắp khăn, thì mình cứ tùy theo cái cách làm cũ cái tiện như thế nào thì mình chuyển chuyển cho cái chân Nukadikil này nó thích ứng với cái chân bình thường của họ. Giống như ở đây thì điện ta chỉ làm cái khăn nhỏ, thì trước tiên á mình đắp vô cái phần bắp chuối để cho nó có thể cảm giác nóng lạnh nó hòa quyện với nhau thơm ướt lắm. Và sau đó mình đắp vô cái lòng bàn chân. Khi cái lòng bàn chân của mình mà được nóng á, thì giống như mình cứ feel được một cái dòng điện chạy khắp người luôn, giống như nó làm giống như là rất là good cho cái sự tuần hoàn lưu thông máu đó. Cho nên mình keep cho cái bo đằng của cái fit này là nó được warm á. Sau đó mình dùng cái cuộn khăn này ha, mình lau sơ để mình lấy hết những cái phần dư của sản phẩm trên cái bề mặt da, cũng như lau kỹ cả móng chân và những móng chân. Thì hệt như phía đã nói lần trước đó, sản phẩm của Nu Skin hầu hết là water based, ngoại trừ cái bao bát butter, cho nên mình lau kỹ bằng cái khăn ướt và sau đó mình lau lại bằng khăn khô trước khi mình sờ. Với sản phẩm Nu Pedicure thì các anh chị nên nhớ là mình không có dùng alcohol, tại vì với cái alcohol nó vẫn là cái chemical có thể làm cho cái da chân của họ khô. Cho nên như vậy người mẫu có thể rờ dùm chị, cái em có feel được cái này nó rất là khô ráo đúng không, nó không có một chút gì oily đúng không? Đúng rồi, rất là khô. Dạ. Đó, cho nên là ready để mình sơn. Và sau khi mình sơn xong ha, cũng như là base coat, top coat rồi màu xong xuôi rồi, và sau đó mình dùng bao bát powder để mình finish một cái pedicure. Và thường á, nếu mà xong như vậy là hai chân thì thường á là mình lấy một cái lượng như vậy cho hai chân, mà đây có một chân thôi mình lấy half. Mình nghĩ nó cũng khoảng bằng một cái lóng tay ha, thì mình lấy half ra cho một chân. Ok, với cái sản phẩm này thì mình nên táp nó như vậy để make sure là nó đẹp. Và mình thoa cho nó thấm đều cái sản phẩm, thấm đều và đừng có lấy nhiều quá thì nó sẽ dư rồi nó cảm người thì khách cảm thấy nó rít rít rất là khó chịu. Mà nếu mình lấy vừa đủ thì cảm giác rất là good và mình đỡ phí cái sản phẩm nữa. Mình thoa sơ xuống cái gót ha, mình không đụng gì tới cái phần móng hết ha, thì cái móng mình rồi đang được sơn còn ướt. Thì giống như dược sĩ Duy, cái người mẫu của mình á, có cái chân nó hơi rớt thì mình có thể hơi rớt nè ha, vẫn hơi rớt, thì mình cho thêm một chút cái Sol Solution Food Treatment và mình tha gạt vô cái chỗ rớt đó thôi trước khi cho người khách đi ra. Và khi mình làm như vậy đó thì mình sẽ nói với người khách đó là chân của anh này khô như vậy nè, đã xài cái gì cho nó chưa. Nếu mà chưa đó thì mình có một cái sản phẩm rất là tốt có thể giúp anh có được cái gót chân mịn mà sau 7 ngày. Tôi nghĩ mình chỉ cần nói với khách là chỉ cần bôi vào chân ngày 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ, sau 7 ngày thì họ sẽ thấy cái kết quả như mong muốn. Thì đây là một cái chia sẻ rất nhỏ của Thúy, vì Thúy thì rất mê cái sản phẩm này nên Thúy muốn là giới thiệu với các anh chị cái cách làm rất là đơn giản như vậy. Dù là mình lấy sản phẩm rất là ít, nói chung là vừa đủ,
như với kỹ thuật mà mình biết massage, đi vào những cái huyệt, cái gân, thì người khách vẫn có được cái kết quả là cái chân của họ được mịn màng này. Và cái gót thì rất là smooth, và cái feel thì rất là nhẹ, cho nên nó là relax, thank you, and chúc mừng. This is the new technique. Ok, chúc anh chị thành công. Sao? Theo anh dược sĩ Duy, sau khi làm pedicure này anh feel như thế nào? Cảm giác như thế nào? Con chân nó rất là thoải mái và cái bây giờ nó rất là nhẹ nhàng. Cái da bây giờ vô giống tự như da đàn bà. Không nghĩa là da chân của mình nữa. Mình lấy cái chân mình lên để mà một cái test mới, lấy cái chân mình lên. Cái chân này chưa có được trà. Chân này chỉ được ngâm thôi ha. Chân mình cũng lau khô. Thì nếu mà mình đang muốn nói cái chân không trà, trước khi mà mình xích cái mình vừa xài cái social lotion á thì có thể rờ vô cái chân ha, mình thấy như thế nào. Giờ đi nó rớt phải không, tại vì chân này không có trà gì hết, chỉ có cái ngâm nước thôi. Và sau khi mình xài cái sản phẩm này mỗi ngày một cái lượng cũng ít như vậy thôi ha, thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt. Rất là đã, rất là mềm. Nếu mà mình được trà trước khi mà mình cho nó vô thì cái kết quả nó sẽ nhiều hơn. Không trà thì nó sẽ khác, nhưng mà ngày hôm nay mình xài như thế cho mình sẽ được. Ok. Thank you.